Hiện tại mình đang ở rạp và để chuẩn bị xem bộ phim. Thì sau đây là một vài gợi ý để chúng ta chọn phim dịp Tết. Ở đây mình có tất cả là 7 bộ phim công chiếu vào mùng 1 Tết. Đây, mùng 1 Tết nè. Tất cả đều là mùng 1 Tết hết. Đó, mùng 1 Tết hết. Ở đây có 4 phim Việt Nam là 7, 9, 8, 10 Về Quê Ăn Tết, rồi Siêu Sao Siêu Ngố, Đích Tôn Độc Đắc, và hai bộ phim Trung Quốc, đó chính là Truy Lùng Yêu Quái phần 2 và Tây Du Ký phần 3. Và có một bộ phim hoạt hình hơi cô đơn một tí, một bộ phim hoạt hình Thỏ Peter cũng chiếu vào mùng 1 luôn. Đó, có rất nhiều lựa chọn cho các bạn. Thì ở đây mình đã mua một vé 3D để xem Tây Du Ký. Vé 3D ha. Đó, thì đây là một hai bộ phim Trung Quốc cho những bạn thích những bộ phim thần thoại đó. Chúng ta đến xem bộ phim hai bộ phim này. Còn những bạn nào thích xem phim Việt Nam, ủng hộ phim Việt Nam thì xem hai bộ phim này, 4 bộ phim này. Còn nếu như cho mình lựa chọn các bộ phim Việt Nam để xem thì mình sẽ ưu tiên chọn Về Quê Ăn Tết của bên chị Ngô Thanh Vân. Và phim thứ hai là phim có chú Hoài Linh là Đích Tôn Độc Đắc. Đó. Thì đây là 4 bộ phim Việt Nam. Một bộ phim hoạt hình nước ngoài của Mỹ. Thì nếu mà các bạn thiếu nhi á, thì chúng ta nên chọn Thỏ Peter với lại Truy Lùng Quái Yêu phần 2 thì nó sẽ hợp với thiếu nhi hơn á. Rồi, vậy vậy thôi. Tất cả là 7 bộ phim ra mắt vào mùng 1. Cũng hơi khó lựa chọn các bạn ha. Mùng 1 vậy là một phim quá trời, không biết coi phim nào. Rồi, thì theo như mình thì đây là một bộ phim thần thoại viễn tưởng, nó phù hợp với mình hơn, phù hợp với xuân hơn một tí nữa. Thì chúng ta mình sẽ ưu tiên chọn Tây Du Ký để coi đầu tiên.